cây của anh Công. Hết cây bánh trưa rồi. Bánh trưa cũng đang nói chuyện, thì hỏi bây giờ chả Phúc Kiến cũng hay đấy. Hỏi cho các bác thì chứ tôi không cũng chơi. Sang cây của anh Công. Cứ lần lượt tuần tự các bác. Phơi nắng tí cho nó khỏe. Xanh hôm đá quê nó cũng thuộc là hàng lá móng đấy các bác, lá móng đấy, đặc biệt là lá móng nhìn nó rất là gọn các bác nhé, lá cong đều nhé, tròn như trái tim nhé, và nó không bị xoăn, cong nhưng mà không xoăn nhé, lá nhìn nó rất là gọn vì nó không xoăn nên nhìn nó gọn, răm nó mập. Lá móng nó nhiều loại lắm. Cây của anh Công, cái lục vừng nhỏ nhỏ trước thì bán được. Sang khu vực bên này, mấy ông mang có 3 cây lục đỏ quá. Bình túc này nhiều quả phết nhỉ. Đấy, bé bé này mà có quả. Làm mua phải mà ươm. Đây là các loại cây hoa quả. Cóc kia. Và cây này mà chịu khó ra đường là thấy đấy. Cây già thì chả có quả mà cây này có quả. Đẳng cấp thế, đẳng cấp kia. Túc. À đây. Nghệ nhân đến từ Canh Nậu. Nói tên bao lần lại quên tên rồi đây. Trước kia là thắng 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 à? Thắng Canh Nậu. Đây à, nay mang con mối này đi à anh? Thắng rồi. Nay mang mối con này à? Mối con này rồi. Vâng, về quê. Không nào về quê. Thế sáng đi từ mấy giờ đây? Đấy nhá, đi 4 giờ. Cái này đẹp đấy, nổi lên là đẹp. Cơ bản là đang bị bón vôi thứ nó che. Vôi bón ở trên đấy, các cụ cứ cảm đạo. Các cụ cảm đạo là mình không nên hỏi giá, đang giá với nhau. Được, mày ác ấy. Chuyên hàng khủng bố đó, chuyên hàng khủng bố đó. Đây thả nước rồi, nó có đất kia, đây thả nước này. Thả nước này, toàn dễ này. Ừ, đúng rồi. Cứ nhấc cái là đặt lên nước là chơi thôi. Đây, thêm lừa thêm lấy cho con thì lấy. Bao nhiêu thì bác lấy được hả bác? Đắt quá, không là bảo. Nó giấy, giấy tín. Đấy, cứ để các cụ mang cả với nhau, mình cứ lôi lê ve nó không tiện. Và các cụ già khó lắm. Đấy, tím. Này, thời gian lên là cũng được đấy. Mới làm mà nhìn nó cần nói. Trước huynh ơi. Đang hỏi bên này này. Không có vô.
Alo. Alo. Cái hồi nào nhiều lắm rồi không nhớ được, bác phải nói là những cái gì những như nào. Ở Hà Nội ạ. À. Tùy bác, mấy triệu có, mấy chục triệu có. Nói thế thì khó lắm, không nhớ được, quay rất là nhiều. Vâng, vâng nhá. Bác hỏi quay cả nghìn cây ổi, hỏi em cái cây ổi tầm bằng cổ tay thì bao nhiêu tiền thì biết trả lời thế nào. Cây bằng cổ tay quá đi bác, rất là thông cảm với các bác nhưng mà trả lời chứ khó. Cái này hay đấy nhỉ. Mấy tiền đấy? Đây là 3 triệu. Xuân trước. Xuân trước. Xuân trước có cần đọc số nữa không? 0982 705 0966. Gọi em là thương yêu gì không? Hãy gọi cho trước để được lấy cây trước. Hãy gọi cho trước để lấy được cây trước. Giấy thì hay đấy, mấy năm nữa thì tuyệt vời đấy. Đấy, giấy làm nhanh. Để đảm bảo cho tất cả các loại giấy tờ. Bảo các cụ không dám mua đâu. Có. Đấy, nhập lắm. Đấy. Đây. Siêu phẩm là vẫn còn lại đây. Vẫn đang chờ đợi người thương. Muốn thương nó phải có tiền mới thương nó đấy. Nếu có phải muốn thương thì thương, ai chẳng muốn thương. Muốn thương thì phải mời rước em về mua em. Đây bắt đầu này là răm này. Bắt đầu này lộc. Đầu này lộc. Cứ ngồi những phát lại đứng lên, ở đây là cái đường mà chợ lẫn với đường mà không để ý là rất dễ gây ra tai nạn. Mười triệu. Ai chưa xem video trước thì xem lại thì 10 triệu. Xem rồi thì xem lại xem có thích được không. Xuân trước, tạm biệt gian hàng Xuân trước. Đến với xe của hồi đó cái hoa dưới á, à to bé á, quay em này tốt này, và nghệ nhân mà quay là người ta biết, người ta học tí quay biết để bắt thuế thôi ạ, mua cây về biết làm. Vâng, thì mai em mang ra nhà trôi nhá. Nó tầm 150 lắm. Hôm nay đang có giá là bao nhiêu đây? Nó cái gốc của nó tầm 250. 5-6 phân đi. Đấy mà có nhà to bê về mà chơi. Nó tầm 4-5 củ nó có cái ăn đấy. Nước rồi, già lắm rồi. Vâng, nếu được cái mai mang lại còn làm cho về chỉ việc chơi thôi.
Không có. Trường thì đã giả, toàn những cái đồ vừa vừa đã giả. Không, rồi hàng như thế thôi, em ở nhà còn 4-5 chậu đấy, nếu mà được cái mai mang lên trôi. Quỳnh Hà giao dịch kinh nhỉ. Đó đấy, giao dịch ra đấy. Cái cổ của nó bằng cục tay ấy. Nó đang thành công. Đấy, toàn buôn bán online này, toàn buôn bán qua mạng xuyên quốc gia này. Kinh à, bây giờ phải giao dịch chỉ cuộc điện thoại là có tiền rồi. Đấy, vui tí rồi, vui vui vui. Rồi, cảm ơn bác. Vâng, mai anh ra chỗ nhá. Vâng.